Tin vui BEUC từ chủ nhật này được chứng nhận lại quyền lợi. Đây video mới của kênh Việt US 1040. Video chia sẻ những thông tin nóng liên quan đến thông báo ngày 8 tháng 4 năm 2021 của ADD Cali về việc BEUC từ chủ nhật này được chứng nhận lại quyền lợi và một số tin tức khác liên quan đến BUA. Sau đây là những chi tiết quan trọng mà bạn nên biết. Theo thông báo ngày 8 tháng 4 năm 2021 của ADD thì, Bộ Phát triển Việc làm, ADD vẫn đang triển khai và đi đúng hướng để mở rộng quyền lợi bồi thường thất nghiệp khẩn cấp đại dịch, BEUC bắt đầu từ cuối tuần này. Nhắc lại BEUC là gì? BEUC là bù đắp thất nghiệp khẩn cấp vì đại dịch là một chương trình khẩn cấp được thiết lập để giúp các công dân Mỹ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có từ năm 2020. Nay, theo thông báo mới này, BEUC sẽ bắt đầu lại vào ngày 10 tháng 4 năm 2021 và tiếp tục đến ngày 17 tháng 4 năm 2021, tăng so với cam kết trước ngày 30 tháng 4, để chia giai đoạn phúc lợi BEUC cho khoảng 700.000 người dân Cali hiện đang tham gia chương trình này và đã cạn kiệt tất cả các quyền lợi của họ. Điều này có nghĩa là tất cả những người yêu cầu bồi thường đã sử dụng hết quyền lợi BEUC của họ và đã chờ thêm tuần sẽ có thể chứng nhận quyền lợi bắt đầu từ chủ nhật. Những người có yêu cầu BEUC hiện tại, không cạn kiệt đã có thể nhận được lợi ích. Nói ngắn gọn là những ai từng hưởng BEUC, nhưng đã sử dụng hết quyền lợi, đã từng chờ để được thêm tuần trong thời gian qua, đã có thể được chứng nhận quyền lợi lại bắt đầu từ chủ nhật. Còn những người có yêu cầu BEUC hiện tại, không cạn kiệt đã có thể nhận được lợi ích. ADD cho biết các hành động này của Bộ, bắt đầu từ cuối tuần này, đánh dấu giai đoạn cuối cùng của việc triển khai các phúc lợi liên bang mở rộng của kế hoạch cứu hộ Hoa Kỳ, IRP đã và đang giúp hàng triệu người dân Cali. Một số thông báo nóng về BUA mà bạn nên biết ngay. Thứ nhất, yêu cầu BUA mới. Các yêu cầu mới cho quyền lợi BUA tiếp tục được thanh toán ở mức tối thiểu là 167 đô cho mỗi tuần, cộng với khoản thanh toán liên bang bổ sung 300 đô cho những người nhận đủ điều kiện. Trước ngày 10 tháng 4, những người yêu cầu bồi thường có thể đủ điều kiện nhận số tiền trợ cấp hàng tuần cao hơn dựa trên thông tin thu nhập được báo cáo về ứng dụng và nó sẽ tự động được áp dụng trở về trước. Thứ hai, yêu cầu BUA hiện có và đã hết. Tất cả 1,2 triệu người đang thu thập theo BUA hiện có, trước khi kế hoạch giải cứu Hoa Kỳ bắt đầu đều có thể xác nhận và nhận các khoản thanh toán nếu đủ điều kiện. Bộ đã triển khai chương trình này vào ngày 28 tháng 3, nhanh hơn so với mục tiêu ban đầu là ngày 10 tháng 4. Thứ ba, yêu cầu thông thường hoặc phép ID. Người dân Cali đang sử dụng bảo hiểm thất nghiệp, UI hoặc thời hạn gia hạn liên bang tiểu bang thông thường, phép ID đã tiếp tục nhận được khoản thanh toán liên bang bổ sung 300 đô la mà không bị gián đoạn. Thứ tư, yêu cầu BEUC hiện tại và đã hết. Khoảng 47% trong số 1,4 triệu thu thập trên một yêu cầu BEUC hiện có đang thu thập quyền lợi. Khoảng 700.000 người yêu cầu bồi thường còn lại đã sử dụng hết tất cả các quyền lợi gia hạn BEUC sẽ bị loại bỏ dần trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4, nhanh hơn mục tiêu trước ngày 30 tháng 4, và có thể bắt đầu chứng nhận quyền lợi vào cuối tuần này. Ngoài ra ADD cho biết thêm là, các phúc lợi liên bang mở rộng được gắn với một số khoảng thời gian đủ điều kiện nhất định và những người yêu cầu đủ điều kiện sẽ được thanh toán cho những tuần đó ngay cả khi bộ xử lý các phúc lợi đó đến muộn hơn. Cập nhật về việc thực hiện kế hoạch giải cứu Mỹ được đăng trên trang điều khoản liên bang về thất nghiệp. Những người đang yêu cầu BUA không cần phải nộp đơn yêu cầu mới khi họ đến cuối năm quyền lợi của mình. Tất cả những người khác bao gồm những người có yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp cấp tiểu bang thông thường, gia hạn BEUC hoặc FED-ID phải nộp đơn lại để nhận trợ cấp liên bang nếu họ vẫn thất nghiệp sau khi họ kết thúc năm trợ cấp của họ. Đây là một yêu cầu theo luật tiểu bang và liên bang. Các cá nhân sẽ được thông báo qua email và tin nhắn văn bản hoặc thông báo qua thư, khi yêu cầu mới được xử lý, có thể mất đến 3 tuần. Khi đăng ký lại, ADD sẽ chạy các khiếu nại thông qua sàng lọc gian lận và xác minh danh tính. Những cái đó đã được xác minh thông qua IDMI được sắp xếp hợp lý trong quá trình này. Các bạn có quyền lợi liên quan hãy truy cập trang phúc lợi cuối năm của Bộ và xem video ADD trên kênh YouTube để biết thêm thông tin về kết thúc năm phúc lợi và những gì người yêu cầu có thể mong đợi từ quy trình này. Bên cạnh đó ADD có cho biết về vấn đề xử lý các khiếu nại như sau.
ADD cho biết sẽ tiếp tục giúp người khiếu nại tránh bị chậm trễ với hướng dẫn tự trợ giúp như được trình bày trong các xu hướng trong bảng điều khiển dữ liệu mới. Một trong những phần lớn công việc tồn động hiện có của tiểu bang liên quan đến việc xác định tính đủ điều kiện của người khiếu nại và quá trình này sẽ mất nhiều thời gian hơn khi nhân viên phải tiến hành phỏng vấn đủ điều kiện trong tương lai. 2 tuần một lần, một người yêu cầu bồi thường sẽ trả lời một loạt câu hỏi để xác nhận tính đủ điều kiện nhận trợ cấp. Câu trả lời của người yêu cầu bồi thường cho các câu hỏi về tính đủ điều kiện có thể kích hoạt một cuộc phỏng vấn về tính đủ điều kiện trong vài tuần trong tương lai và dẫn đến trạng thái thanh toán đang chờ xử lý trong UI Online cho đến khi cuộc phỏng vấn đó diễn ra. Như đã thông báo trước đó, câu hỏi số 1 và số 2 tiếp tục gây ra một số nhầm lẫn cho người yêu cầu về yêu cầu họ vẫn có thể và sẵn sàng nhận việc nếu được đề nghị. Trong nhiều trường hợp, sự chậm trễ này có thể tránh được bằng cách trả lời cẩn thận các câu hỏi chứng nhận. Trong nỗ lực giúp người yêu cầu bồi thường tránh sự chậm trễ không cần thiết và bộ phận đang chờ xử lý tiếp tục thúc giục người yêu cầu bồi thường đọc và trả lời các câu hỏi về tính đủ điều kiện thật cẩn thận và xem xét thông tin tự trợ giúp để được hướng dẫn. Một nhấn mạnh quan trọng của ADD là văn bản trợ giúp này, cùng với hướng dẫn có trong video ADD trên kênh YouTube và trên trang web của bộ, có thể giúp người khiếu nại trả lời chính xác các câu hỏi, đồng thời giải thích các trường hợp đặc biệt do đại dịch COVID-19 gây ra. ADD gần đây đã đưa ra một bản điều khiển dữ liệu trực tuyến mở rộng để báo cáo công khai, ở định dạng thân thiện với người dùng, thông tin cụ thể trên toàn tiểu bang và quận về hồ sơ thất nghiệp, trợ cấp đã trả, đơn đăng ký đang chờ xử lý và thông tin về hoạt động của trung tâm cuộc gọi. Tính đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, Bộ đã trả trung bình cho 9,7 triệu yêu cầu bồi thường mỗi tuần và đã trả gần 20 tỷ đô la tiền trợ cấp trong năm nay. Về cập nhật khai thuế và trợ giúp cho nạn nhân trộm cắp danh tính, thời hạn nộp thuế liên bang và thời hạn nộp thuế của tiểu bang California đã được gia hạn từ ngày 15 tháng 4 năm 2021 đến ngày 17 tháng 5 năm 2021. Hãy chú ý rằng Sở Thuế vụ thông báo rằng khoản trợ cấp thất nghiệp 10.200 đô la đầu tiên của năm 2020 không phải chịu thuế. Những người đã nhận trợ cấp thất nghiệp vào năm ngoái và đã nộp tờ khai thuế năm 2020. Không nên nộp tờ khai sửa đổi vào thời điểm này vì IRS cho biết nó sẽ tự động hoàn lại tiền cho những người đã khai thuế báo cáo bồi thường thất nghiệp trước những thay đổi gần đây của kế hoạch cứu hộ Hoa Kỳ ADD cung cấp trung tâm trợ giúp trực tuyến mẫu 1099G để hỗ trợ người dân Cali nhận tiền bồi thường thất nghiệp trong việc khai thuế. Biểu mẫu 1099G báo cáo tổng thu nhập chịu thuế do ADD phát hành trong một năm dương lịch và được báo cáo cho IRS. Mặt khác, ADD cho biết thêm một số khía cạnh khác như năm ngoái tội phạm đã nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp bằng cách sử dụng danh tính bị đánh cắp với tỷ lệ chưa từng có. Những người Caliver không nghi ngờ có thể nhận được mẫu 1099G từ ADD, cho biết một yêu cầu được đưa ra bằng tên, địa chỉ hoặc số an sinh xã hội của họ. Bất kỳ ai nhận được biểu mẫu 1099G từ ADD mà họ không đồng ý với tổng lợi ích được liệt kê hoặc nghi ngờ họ là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính nên báo cáo đây là hành vi gian lận bằng cách truy cập ADD, chọn biểu mẫu 1099G rồi chọn báo cáo gian lận. ADD sẽ điều tra và phát hành 1099G đã được sửa chữa như thích hợp. IRS khuyến nghị công chúng nên lưu các bản sao của bất kỳ tài liệu nào họ có liên quan đến nỗ lực của họ để lấy 1099G đã được sửa chữa từ tiểu bang. Sở thuế đã nói rõ rằng những người nộp thuế không thể lấy được 1099G đã được sửa chữa kịp thời vẫn nên khai thuế chính xác, chỉ báo cáo thu nhập mà họ nhận được.
Video tới đây là chấm dứt. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng video của kênh là hữu ích, xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp của kênh.